Chào anh em, hôm nay thì mình đi làm về hơi trễ. Mình lên thăm cái hồ cá của mình thì mình thấy là trứng ốc táo vàng nó sắp nở rồi, nên mình quay clip để cho anh em xem để em biết được, để anh em biết được cái khi nào thì trứng nó sắp nở, để của em có hướng xử lý để đảm bảo là cái số lượng ốc con nó nở được nhiều nhất có thể. Tại vì nếu như các bạn không phát hiện trứng nở thì có thể có rất là nhiều trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất á, là trứng nó ốc nó đã nở rồi nhưng mà nó không chui ra khỏi được vỏ trứng và nó bị chết trong đó luôn. Trường hợp thứ hai á, là trứng nó nở ra rồi, ốc nó đã ra khỏi được vỏ rồi nhưng mà trong cái quá trình nó bò từ trên cái chậu trứng tới dưới nước á, thì có nhiều khi cái đoạn đó nó quá xa hoặc là trời quá nóng thì dẫn đến là tụi nó bị chết khô trên cái quá trình tụi nó bò xuống luôn. Thì hai cái trường hợp này mình gặp khá nhiều lần, cho nên bây giờ mình mỗi lần mình thấy trứng nở thì thường mình chủ động mình sẽ thu hoạch đó trứng nó luôn và mình đem vô trong nhà để mình hỗ trợ cho nó, để đảm bảo là cái tỷ lệ ốc con nó nở được nhiều nhất có thể. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em cái cách để mình phân biệt thế nào là trứng nó sắp nở, còn cái nào là trứng nó chưa nở. Đây, bây giờ mình sẽ cho anh em coi một cái ổ trứng bình thường. Đây là mẫu trứng bình thường, nó chưa nở, nó vẫn đang có màu hồng nhạt. Đây, hoàn toàn màu hồng chứ không có màu gì khác. Trời hơi tối cho mình xịt đèn pin ha. Đây màu hồng. Đây ở bên này nó cũng giống vậy. Ở bên đây nó cũng giống như vậy luôn. Đây còn cái ổ sắp nở này, các bạn thấy một cái ổ màu hồng và một cái ổ có bắt đầu nó chuyển sang màu trắng. Và bên trong này nó có những cái màu đen là ốc con trong đó đó, bạn thấy nó đen đen luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình thu hoạch. Đây, mình không có chỗ để mình đặt camera cho nên là chắc là ok quá. Đây, mình sẽ đặt camera hơi xa chút tại mình cái hồ mình không có chỗ để mình đặt. Cái dụng cụ để mình sử dụng đó là một cái thẻ điện thoại, cái loại mà để đựng thẻ SIM của bạn nó mỏng mỏng thì mình dễ cạo hơn. Bạn đặt cái thẻ này sát vào tường rồi các bạn đẩy ra. Thấy không? Ốc con nó nở rồi, nó còn dính lên trên cái miếng này luôn này. Rồi mình sẽ đem cái ốc trứng này vào trong để mình đem vô trong nhà nó sáng này cho các bạn dậy xem. Sáng hơn rồi. Đây các bạn thấy rõ không? Nãy mình giới thiệu là những ổ trứng bắt đầu nó chuyển sang màu trắng. Đây là nó sắp nở rồi. Rồi. Vậy khi các bạn gỡ ra các bạn sẽ thấy được ốc con luôn. Đây rất nhiều ốc con trong này. Rồi một số ốc con nó rớt ra rồi. Các bạn thấy không? Ốc nhỏ nhỏ đó. Bây giờ mình sẽ xịt nước cho tụi nó để tụi nó ra dễ hơn. Đây mình nhúng nước nữa.
Trước đây là một ổ ốc của ốc táo vàng, có một số lượng con rất nhiều nha các bạn. Mình bóp nhẹ nhẹ để cho cái trứng nó vỡ ra, để cho ốc con nó vui ra dễ hơn. Mình nhẹ tay thôi, thực ra là các bạn chỉ cần bóp vỡ ra được rồi, tụi nó sẽ tự chui ra. Đây các bạn thấy không, số lượng ốc con nó đang ở bên dưới rất nhiều, vàng vàng tươi luôn ha. Rồi là cứ để này thì sáng ngày mai những con ốc mà nó chưa có chui ra được thì nó sẽ tự động chui ra luôn. Thì lúc đó các bạn có thể thả ốc con này vô đâu chỗ cái bể nuôi của các bạn để các bạn bắt đầu nuôi. Ok, thì hôm nay mình giới thiệu các bạn cái cách để mình thu hoạch trứng của ốc táo vàng sắp nở ha. Mong rằng clip này sẽ giúp ích được cho các bạn có đam mê nuôi ốc giống mình. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.